Xin kính chào mọi người nha, đã trở lại video của em ha. Kênh chuyên quay về đám tang. Thì ngay lúc này thì em nghe thông tin là có một đám tang đang di chuyển vào qua viên an táng mọi người. Và đám tang này của cô ông cô bà thì xin mời mọi người theo dõi video của em ha. Đám tang là chôn ở khu đó mọi người. Ngay chỗ cái anh thợ mai táng đang trẻ bạc á. Hiện tại thì đang thắp hương đình trình. Và mấy anh em nhặt tay cũng đã di chuyển xuống rồi nè. Xa xa thì có mấy anh em nhặt tay. Bây giờ mọi người thấy hình như là có người đi coi đất cho người thân nè. Đó, chiếc xe đó là chở khách đi coi đất đó. À, có người cũng sắp mất hoặc là đã mất rồi, vô chọn cái vị trí nè. Còn xa xa mình thấy chiếc xe màu trắng đó đó. Cái khu này khu mới trong Hoa Viên nha mọi người. Rồi, đám tang đã di chuyển tới rồi mọi người. Xe máy tiến về. Quay lẻ để về dính. Dính rồi ấy giờ rồi. À, này ở đường Phạm Ngọc Thạch. À, Ngọc Thạch hả? Ừ. Đây là 6 cái nha mọi người. Thầy Hãy
giờ làm lễ mọi người, làm đúng cái lễ, rồi sau đó thì sẽ hào nguyệt cho mọi người ha, lễ tứ bái hào nguyệt. Khu này khu mới mọi người, rất là nhiều mộ, hiện tại rất là mộ mới, mộ 024 không. Đa số là 1024, 23 thì cũng phải 1 cái 2 cái gì đó. Bánh mì không em chú? Bánh mì không? À, cánh tay là con cựu chiến binh. Hôm nay là 6 đám mọi người ha. Cập nhật sáng giờ là 5 đám. 6 đám 7 đám gì quên rồi đó. Như là 7 đám mà phải. Hiện tại thì đang làm lễ mọi người ha. Chuẩn bị đồ cúng ra. Khu mới, và khi nào khu này mà nó nhiều nữa là bắt đầu sẽ sang phía bên kế bên nữa, kế bên ngay chỗ mà phía chỗ mà cái cây cao su đó, đó bên đó đó. Đi hạ nguyệt cho mọi Thank you.
Và rồi thì chắc có lẽ em cũng xin kết thúc video tại đây mọi người. Xin chia buồn cùng với gia đình. Nam mô A Di Đà Phật.